Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chai TV. Rất mong các bạn sau khi xem video clip sẽ đăng ký kênh, chia sẻ video, nhấn nút like. Và nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có đóng góp cho mình, xin các bạn hãy comment xuống phía bên dưới. Ngoài ra, code hoặc là những cái tài liệu có liên quan các bạn có thể xem trong phần mô tả của video. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học của ngày hôm nay. Bạn có nhớ lại cái ngày hôm trước á các bạn, là chúng ta đã biết cách để mà chúng ta xây dựng ra những cái sơ đồ lớp đúng không ạ? Hay chúng ta còn gọi nó là class diagram. Cái này là cái rất quan trọng ha, cái này là cái rất quan trọng và chúng ta cần phải xây dựng được những cái class diagram khi mà chúng ta gặp những cái bài toán về lập trình hướng đối tượng. Thế thì hôm nay mình sẽ đi sâu hơn vào cái phần hướng đối tượng trong cái Python. Và trước hết á, thì mình sẽ nói với các bạn về cái nguyên tắc của những cái lập trình hướng đối tượng. Cho dù là các bạn ở ở trong bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào thì chúng ta cũng sẽ có những khái niệm này. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ có khái niệm về đối tượng là gì nè. Thứ hai, chúng ta sẽ có khái niệm về class, nghĩa là lớp. Rồi method là những cái phương thức ở bên trong những cái class. Và tiếp theo là inheritance, là kế thừa. Rồi sau đó là cái phần á, là đa hình, polymorphism, và encapsulation là chúng ta có tính đóng gói, và cuối cùng là data abstraction. Thì chúng ta sẽ đi qua hết tất cả những cái phần này, tất cả những cái liên quan tới cái phần đối tượng này trong Python nhé. Thì các bạn sẽ để cho mình trước cái khái niệm về class. Hôm trước chúng ta cũng đã trao đổi với nhau một lần rồi đúng không ạ? Thì class nó là một cái, giống như nó là một cái bản vẽ chung cho tất cả những đối tượng vậy đó. Từ class chúng ta sẽ định nghĩa ra được những cái đối tượng cụ thể. Và trong từ cái class thì các bạn sẽ có nhớ, nó sẽ có thông tin gì không? Thứ nhất có thông tin về cái tên của cái class đấy nè. Rồi sau đấy là những cái thuộc tính bên trong và những cái phương thức bên trong mà chúng ta cần phải xây dựng. Ok không ạ? Đó, thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái thành phần đó ở bên trong một cái class, và từ những cái thành phần đó thì chúng ta mới tạo ra được những đối tượng cụ thể được. Ok chưa? Rồi. Thế thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về ưu và nhược điểm của cái việc lập trình hướng đối tượng á, và chúng ta nên đọc tiếng Anh. Thì ở đây mình có để cho các bạn ba cái đường link, các bạn click chuột vào hay là các bạn truy cập vào ba cái đường link này thì họ có nói rất là cụ thể về cái việc là cái này thì không có mấy khoảng trắng này ha. Các bạn để ý giúp mình ha. Nhằm khi mà mình copy sai á, thì những cái thằng này là những cái trang web hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng, và nó có nhận xét về lập trình hướng đối tượng, những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu của nó. Bạn có thời gian các bạn đọc thêm ha. Khi chúng ta là dân IT á, chúng ta đi làm lập trình viên á, cái việc mà biết lập trình hướng đối tượng là cái tất yếu và chúng ta không thể nào không có được ha. Cái này là bắt buộc phải có nha. Rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Trước hết là chúng ta sẽ tạo ra những cái class đơn giản, rồi sau đó chúng ta sẽ làm những cái bài tập về hướng đối tượng trong Python các bạn nhé. Rồi, các bạn sẽ thấy cấu trúc của một cái class á, thì nó sẽ có mấy cái như sau. Thứ nhất á, là nó sẽ có cái từ khóa là class. Sau đó là các bạn sẽ có gì? Sẽ có cái tên class ở đây. Rồi, sau đó ở phần này thì các bạn sẽ có cái phần thuộc tính. Các bạn có thể khai báo một thuộc tính hoặc là nhiều thuộc tính, hoặc đôi lúc là các bạn không có cái thuộc tính nào luôn. Đôi lúc các bạn sẽ không sẽ không có cái thuộc tính nào hết. Rồi ở đây thì các bạn sẽ có cái gì? Các bạn sẽ có thể là các bạn sẽ có một cái hàm gọi là hàm init, hay chúng ta còn gọi đó là hàm constructor của cái class này, của cái class này, và self là bản thân của class này. Thì các bạn lấy đối tượng self, các bạn chấm một cái thì các bạn sẽ lấy ra được những cái thông tin mà các bạn đã khai báo ở trong cái phần attribute, trong cái phần thuộc tính ở đây nha. Self chính là cái đối tượng của cái symbol class này nha. Self chính là đối tượng của cái symbol class này. Rồi bên dưới ấy, ngoài cái hàm constructor ra là cái hàm dựng, là cái hàm init này nè, thì chúng ta có thể viết những cái function khác. Chúng ta có thể viết những cái function khác. Function này nó sẽ hỗ trợ chúng ta những cái hành động của cái thằng class này. Ok chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ trước ha. Chúng ta sẽ làm những cái ví dụ nhỏ, sau đó chúng ta sẽ làm những cái bài tập về lập trình hướng đối tượng nó lớn hơn và nó phức tạp hơn chút. Ok. Rồi, các bạn chờ cái chương trình của mình nó mở xong ha. Các bạn có thể mở Jupyter trên máy tính của mình cũng được. Rồi
Ở đây mình sẽ phóng to lên một chút. Rồi, các bạn sẽ thấy ở đây nè, mình sẽ có thể định nghĩa ra một cái class, mình cho nó to hơn nữa ha. Rồi. Thì thường class đó các bạn sẽ đặt tên cho mình, nó là một cái ký tự viết hoa nha, và từng cái ký tự tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ viết hoa luôn. Ví dụ chúng ta có một cái lớp là symbol class nha. Trong đây thì các bạn sẽ có cái phần là attribute nè. Thì attribute là cái khu vực này, là cái khu vực mà chúng ta khai báo ra những cái biến. Các bạn nhớ không? Cái quy tắc của cái thằng Python đó là nó sẽ đi vào bên trong, nó táp vào bên trong như thế này. Ví dụ đây mình có cái biến y, đúng không? Các bạn có thể cho y đó bằng một cái giá trị nào đó, hoặc là không có cũng được. Hoặc là không có cũng được, các bạn khai báo với y không cũng được. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ có một cái hàm hàm init. Init là cái hàm giúp cho chúng ta có thể tạo ra được cái đối tượng mà chúng ta cần. Thì các bạn nhớ nha, ở đây nó sẽ có hai cái dấu xích gạch. Nó hai cái dấu xích gạch. Đây ví dụ các bạn sẽ quay lại cái bài giúp mình ở đây ha. Mình sẽ def nè. Rồi ở đây nó sẽ có hai cái dấu xích gạch init nè. Các bạn nhớ là trong một cái class chúng ta có thể có nhiều hàm init, nhưng mà cái dữ liệu nhận vào bên trong nó phải khác nhau. Ví dụ như dữ liệu của thằng này nó không có gì hết, thì chúng ta sẽ để một cái thằng đó là self, tức là bản thân của cái đối tượng này nhé. Rồi thì chúng ta có thể là đặt cho nó một cái giá trị gì đó tùy các bạn thôi ha. Các bạn có thể làm một cái thao tác gì đó, hoặc các bạn không làm gì hết cũng được. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt cho cái self chấm, để mình xem coi nó có nhận vô một cái giá trị khác hay không. Self chấm z. Ở đây thì các bạn thấy rằng đó là khi mà các bạn định nghĩa ra một cái thằng z trong đây nè, thì nó cũng sẽ có giá trị nha các bạn. Thì lúc này á là trong cái thằng symbol class nó sẽ có một cái biến y là biến toàn cục ở đây, và các bạn sẽ có thêm cái thuộc tính z ở trong phần này nữa đó. Rồi ngoài ra thì các bạn sẽ có thể là có thêm những cái methods khác. Các bạn có thể viết nhiều cái methods nha. Ví dụ ở đây mình có viết một cái methods đó là bring me, nghĩa là in ra cái bản thân của mình á. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta không cần nhận vô gì hết, chúng ta chỉ cần lấy cái thuộc tính self. Nếu bạn nào học trong cái thằng Java, hay là học trong cái thằng những cái ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác á, thì các bạn nhớ nó có một cái từ khóa là this không? Các bạn có nhớ cái từ khóa này không? This thì cái thằng self nó giống giống gần giống như vậy ha, gần giống như vậy. Thì bây giờ các bạn sẽ lấy cái này nè, các bạn sẽ in cho mình cái self chấm z ra, self chấm z ra nhé. Các bạn hiểu kịp không ạ? Bây giờ mình sẽ OOP ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạo cho các bạn một cái test bên dưới này, một cái test bên dưới. Đúng rồi, xin lỗi các bạn, ở đây mình thiếu chữ print ha. Rồi chúng ta sẽ tạo ra những cái symbol class. Ví dụ các bạn có một cái class là A, hay là các bạn ghi đây là object đi, object 1, object A đi. Tức là đây là cái class nha. Từ cái class chúng ta sẽ tạo ra được những đối tượng cụ thể. Thì ví dụ ở đây mình sẽ có một object, object là A. Thì mình sẽ bằng new symbol class, new symbol class. Hoặc là các bạn không cần chữ new ở đây ha. Các bạn không cần chữ new luôn. Các bạn chỉ cần là bằng symbol class như thế này thôi là xong rồi đó. Ở đây các bạn có thể là object B bằng symbol class như thế này. Đó. Rồi, ở đây thì chúng ta muốn cái class này nó có định nghĩa, thì các bạn phải run cái phần code trên đây trước. Run cái phần code trên đây trước nè. Rồi sau đó chúng ta mới chuyển xuống cái phần tiếp theo là cái phần bên dưới này. Các bạn có thể in thêm cái gì đó cho đây ha. Ví dụ các bạn có thể là object A, các bạn chấm, các bạn thấy không, nó sẽ có những cái thuộc tính bên trong này, những cái thuộc tính bên trong. Nếu như các bạn sử dụng Jupyter Notebook ấy, thì không biết nó có gợi ý hay không, nhưng các bạn sử dụng cái Google Colab ấy, thì nó sẽ có cái gợi ý như thế này. Ví dụ như mình có muốn gọi một cái hàm là bring me ha. Rồi object B thì bây giờ mình muốn tên như thế này, bring object B chấm chấm y là cái thuộc tính của cái đối tượng đó. Các bạn nhìn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy cho các bạn xem thử kết quả nè. Các bạn thấy không? Ở đây nó có số 7 và số 5. Xin lỗi các bạn, mình sẽ chỉnh cho số 7, số 5 này nó to hơn.
Để mình xem coi. À, câu đó. Cái thằng này nó không chỉnh to được ha, các bạn chịu khó các bạn nhìn kết quả ở đây giúp mình. Nó là số 7 và số 5, nó là số 7 và số 5 đúng không ạ? À, ở đây. À, đây không có cách nào để mà chỉnh cho nó to hơn. Thì như vậy là chúng ta đã biết cách để chúng ta tạo ra được một cái class rồi. Và cái việc mà các bạn chấm PrintMe như thế này là các bạn lấy cái đối tượng này, các bạn gọi cái phương thức ở bên trong cái đối tượng đó, hay còn gọi là cái method ở bên trong cái đối tượng đấy, một cái đối tượng đấy. Rồi tất nhiên là khi mà các bạn có một cái đối tượng rồi thì các bạn cũng ví dụ ở đây mình ghi một vài cái notes để các bạn nào có thể xem được ha. Ví dụ về tạo class đơn giản, bạn thấy đây ha, ví dụ về tạo class đơn giản, ok chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ thử nè thay đổi giá trị của thuộc tính. Thì mình có thể lấy cái object A, mình chấm y, mình cho nó là bằng 100, sau đó mình mới gọi cái hàm là print object A chấm y đó. Rồi mình cũng có thể là gọi cái hàm là object b chấm g bằng 500. Rồi mình cũng có thể là in in thử ha. Mình lấy cái object b này mình chấm printme đó, tức là chúng ta gọi thử một cái phương thức ở trong cái lớp object b à, thì chúng ta sẽ xem một kết quả nó như thế nào. Bạn thấy không, cái thằng object a và cái giá trị y của nó bị thay đổi thành trăm, và cái thằng b thì sao, cái thằng b thì nó cái thằng g nó bị thay đổi bằng 500. Do đó khi mà chúng ta gọi cái hàm là cái hàm mà printme là cái phương thức này nè, thì cái giá trị của thằng g chỗ đây nó bị thay đổi đúng không, do đó nó sẽ in cho chúng ta con số chỗ này là 500. À, các bạn hiểu kịp không ạ? Nó sẽ in cho chúng ta con số chỗ này là 500. Ok, mình sẽ để lại cái kích thước cũ rồi mình sẽ phóng to màn hình này lên. Các bạn không không nhìn thấy được. À, ok, mình sẽ phóng to cái này lên. Đó, thì như thế này chắc dễ cho các bạn xem hơn. Như vậy là chúng ta đã biết cách tạo ra được một cái class đơn giản rồi. À, tuy nhiên có những cái tình huống đó các bạn, chúng ta cần sử dụng những cái phương thức mà chúng ta không cần phải tạo ra cái class. Ví dụ như là các bạn sẽ có một cái phương thức đặc biệt nào đó mà các bạn sẽ không không muốn tạo ra một cái class, thì chúng ta sẽ có một khái niệm đó là mấy cái này các bạn có thể xem thêm á, đó là khái niệm về static method ha. Thì cái phương thức static method á, là một cái phương thức giúp cho chúng ta có thể gọi và sử dụng nó trong khi là chúng ta không cần phải tạo ra một cái class, không cần xin lỗi, không cần phải tạo ra một đối tượng từ cái class đó, chúng ta chỉ cần lấy tên thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ này một chút thì các bạn sẽ thử truy cập cái phương thức không phải static nè. Thì các bạn thấy mình có một cái class nó tên là symbol đúng không, symbol class các bạn chấm. Thì các bạn thấy ở đây nè, mình sẽ không lấy ra được những cái dạng phương thức như thế này. Nếu các bạn sử dụng như thế này, các bạn sử dụng thử nha, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ báo lỗi đúng không? Chúng ta không được phép sử dụng kiểu này, chúng ta không được phép sử dụng kiểu này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn một cái ví dụ khác về cái phần là phương thức static ấy, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ khác đi. Ví dụ ở đây mình sẽ có một cái class nha, một cái class là symbol class 2 đó. Thì ở trong đây mình sẽ không có cái biến nào hết, mình có thể có một cái hàm init luôn, def ha, init. Các bạn nhớ là có hai cái dấu xích gạch nha các bạn, đây là cấu trúc. Cái gì là cấu trúc thì chúng ta phải học thuộc thôi ha. Thì các bạn có thể là có một cái tên nào đấy, ví dụ các bạn có thể là gắn cho các bạn một cái tên đúng không, đây là self name bằng Tùng chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể đánh cái tên của bạn vào. Thì đây là cái phương thức giúp cho chúng ta có thể là tạo ra được một cái constructor, giúp chúng ta có thể tạo ra được một cái class như thế này đó.
Rồi, tương tự bây giờ thì ở dưới này các bạn cũng sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ xây dựng những cái phương thức khác. Ví dụ các bạn có một cái phương thức như thế này, đó là method method thông thường ha. Thì các bạn sẽ gọi như sao? Ví dụ hello đúng không? Rồi sau đó các bạn có thể nhận vô đây là self. Rồi thì các bạn có thể in ra cái gì? Print. Xin lỗi. Đấy. Hello. Rồi sau đó chúng ta cộng cho self.name. Đó. Các bạn hiểu kịp không ạ? Rồi, bây giờ nè, các bạn sẽ thử cho mình một cái phương thức khác, đó là phương thức status method nè. Status method thì các bạn sẽ giúp cho mình thêm một cái chữ ở đây là a còng. A còng người ta gọi nó là annotation. Annotation là những cái đánh dấu á, để cho cái môi trường nó hiểu được cái thằng này nó là cái gì nha. Thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ đánh dấu nó là status method, nghĩa là đây là một cái phương thức tỉnh. Status method nha, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Thì ở đây mình sẽ định nghĩa ra một cái phương thức là hive. Hive thì vì nó là một phương thức tỉnh thì các bạn sẽ không lấy ra được cái đối tượng self để mà chúng ta sử dụng. Cũng lấy được đấy, nhưng mà nó không có giá trị. Thì bây giờ mình sẽ print ở đây. Print ở đây một cái là gì? Hello. Hi. Rồi cộng cho cái name mà người ta truyền vào. Các bạn hiểu kịp không ạ? Thì bây giờ mình sẽ thử ở đây cho các anh xem nhé. Mình sẽ thử thử cái class số 2 này. Mình thu nhỏ lại một tí tại vì nó to quá các bạn sao không thấy được. Hay ha. Rồi, mình sẽ tạo ra cái object C bằng simple class 2. Đó, các bạn thấy không? Xài cái thằng collab thì nó gợi ý, hoặc là các bạn xài những cái thằng như là PyCharm á, PyCharm á thì nó rất là hay ha. Cái thằng Jupyter ở trên máy của chúng ta thì các bạn cũng có thể cài đặt như thế nào đó, tìm cách nào đó cài đặt để cho nó có thể gợi ý cho chúng ta, để chúng ta code nó nhanh hơn chút. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, ở đây chúng ta có object C và object D, và khi chúng ta có được một cái object cụ thể như thế này thì các bạn sao, các bạn lấy cái object C này, các bạn chấm một cái hàm là hàm hello, thì các bạn sẽ có thể in ra được một cái nội dung đúng không? Rồi object C này các bạn gọi một cái hàm là hàm hi. Sau đó đây, một cái parameters, một cái đối số mà chúng ta truyền vào cái hàm này. Ví dụ các bạn gọi hàm hi, các bạn gọi hàm hi bạn này là bạn Peter đi chẳng hạn ha. Rồi các bạn nhớ ngày xưa học tiếng Anh đâu, hi Peter, hi ba gì đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử cái này, các bạn sẽ nhìn thấy cái symbol class này. Thì ở đây chúng ta có thể tạo ra được một đối tượng mới, đó là symbol class 2, symbol class 2, và chúng ta có thể sử dụng xem coi cái thằng C này nó có in ra được cái gì không. Thì đây các bạn sẽ thấy nè, ở đây là hello Tùng nè, ở đây là hi Peter nè, được không ạ? Rồi rồi các bạn thấy ha, bây giờ chúng ta giả sử như chúng ta thử với một cái khác, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái thằng những cái phương thức này khi mà nó chưa được khai báo. Thì các bạn sẽ thấy nè, simple class 2, tức là cái này là một đối tượng cụ thể nha các bạn, còn đây là tên lớp thôi, đây là một cái tên lớp thôi, và chúng ta chấm một cái thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai cái phương thức đúng không, một cái phương thức là hello, rồi một cái phương thức là hi. Mình copy này xuống đi cho nó nhanh. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị lỗi ở cái thằng này, tại vì đây nó không phải là cái phương thức static, nó không phải là phương static, do đó nó sẽ báo lỗi cái thằng này, chúng ta không được phép sử dụng như vậy. Nhưng cái thằng ở bên dưới này thì cho dù các bạn không tạo ra đối tượng thì với nó là một cái phương thức static, là nó cái phạm vi của nó là nó sử dụng ở trong cái class này. Thì bây giờ mình sẽ run thử cho bạn xem. Thì cái thằng ở dưới đây nè, các bạn thấy không, chữ hi Peter này nó vẫn hoạt động bình thường và nó vẫn sử dụng được, nó vẫn hoạt động bình thường và nó vẫn sử dụng được nha. Đó. Như vậy thì trong cái ví dụ nhỏ này các bạn lưu ý giúp mình tổng kết cái phần những cái ý nhỏ trong cái phần này như sau. Thứ nhất á, là để tạo ra được một cái class các bạn sẽ phải có cái từ khóa là class, là các bạn có symbol class ở đây nha. Rồi thứ hai là các bạn sẽ có cái khu vực các bạn khai báo ra những cái thuộc tính, có thể các bạn không khai báo cũng được. Rồi thứ ba là các bạn sẽ trong cái hàm init á, các bạn có thể là tạo 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 ra một cái constructor, và trong đó các bạn có thể định nghĩa ra được những cái thuộc tính ở bên trong cái hàm init này thì nó cũng hiểu luôn nhé. Rồi cái nữa đó là các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể xây dựng những cái phương thức thì nó sẽ có hai dạng, một cái phương thức là phương thức thông thường
ở bên trong cái class, và thứ hai là cái phương thức cái dạng là static method. Ở đây là cái dạng static method. Thì với phương thức thông thường các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn phải có một cái đối tượng thì các bạn mới sử dụng được. Còn cái phương thức static method á, thì các bạn phải sao? Các bạn không cần đối tượng luôn, các bạn chỉ cần lấy cái tên class các bạn gọi nó là cũng được luôn. Rồi bên trong những cái phương thức á, thì các bạn cũng sẽ có các bạn cũng sẽ có cái những cái parameter, các bạn có thể truyền vào đây những cái parameter ha. Các bạn có thể truyền vào đây những cái parameter đó, ok chưa? Rồi, như vậy thì các bạn biết được cái khái niệm đơn giản về cái việc tạo ra một cái class rồi đúng không ạ? Ok nhé. Trong những bài tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập về cái phần class và phần lập trình hỗn đối tượng này. Rồi, các bạn có hiểu không ạ? Nếu các bạn hiểu thì các bạn comment cho mình chữ ok nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang làm một vài cái bài tập về lập trình hướng đối tượng các bạn nhé. Mình sẽ chuyển sang làm một vài cái bài tập về lập trình hướng đối tượng. Thì các bạn quay lại cho mình cái bài tập hôm trước á. Các bạn quay lại cho mình cái bài tập hôm trước nè. Cái bài tập hôm trước á thì chúng ta sẽ có một cái lớp, một cái thằng quản lý sinh viên đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái đơn giản trước, là các bạn sẽ xây dựng cho mình xây dựng cái class ngày đi, thuộc tính gồm có, thuộc tính gồm có là gì các bạn? Thuộc tính gồm có là ngày, tháng và năm. Ngày, tháng và năm, ok chưa? Rồi cho biết xây dựng phương thức, xây dựng các phương thức, ví dụ như là cho biết tháng đó có xây dựng phương thức là cho biết đó là ngày bao nhiêu, ngày thứ bao nhiêu trong năm nhé. Rồi và các bạn xây dựng cho mình một cái phương thức là static method nhé. Đó là cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái thằng này trước. Thì các bạn có nhớ hôm trước á, mình có nói với các bạn việc đầu tiên là các bạn sẽ phải xây dựng ra được một cái sơ đồ lớp trước khi mà chúng ta đã code đúng không ạ? Thì bây giờ giả sử cái này nó có một thằng thôi, thì mình không cần phải phải đi vào chỗ khác vẽ đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái bảng nhỏ ở đây. Rồi mình sẽ giới thiệu đây luôn cho các bạn cho nó nhanh ha. Thì các bạn sẽ thấy rằng á, trong cái này, giả sử các bạn có một cái class ở đây đi, mình kéo cái này cho nó nhỏ lại cho đỡ nhìn nó bị ấy ha. Thì cái class của chúng ta nó sẽ là class ngày đúng không ạ? Các bạn viết sao thì các bạn tí nữa các bạn sẽ design nó giống vậy luôn nhé. Rồi chúng ta sẽ có những cái thuộc tính gì nè cả lớp. Thuộc tính thứ nhất đó là chúng ta sẽ có là ngày. Ngày là một cái con số đúng không? Mà các bạn có thể sử dụng cái gì đó cũng được, hay các bạn ghi chữ số cũng được, tháng. Rồi chúng ta có gì các bạn? Năm. Rồi chúng ta có hai cái phương thức mà chúng ta cần phải xây dựng ra. Thứ nhất là cho biết đó là ngày thứ bao nhiêu trong năm. Thì coi như là cái phương thức này đó là cho nó sẽ trả về chúng ta một con số đúng không các bạn? Cho biết đó là ngày thứ bao nhiêu trong năm, thì cái phương thức này nó tên gì là cho nó hợp lý nè. Ngày trong năm đi ha, ngày trong năm. Rồi ok, thì cái phương thức này nó không cần nhận vô gì hết, cho các bạn có thể để trống hoặc là các bạn có thể để đây là self cũng được ha. Thật ra thì trong Python nó không có kiểu dữ liệu, nhưng mà mình để kiểu dữ liệu đây á là để cho các bạn quen thôi, để cho các bạn hiểu được, mường tượng được trong đầu mình á cái con số cái đó nó là kiểu kiểu gì. Rồi các bạn sẽ có một cái phương thức là static method, là cho biết tháng nó có bao nhiêu ngày, thì là kiểm tra ngày, số ngày của tháng
kiểm tra số ngày của tháng thì các bạn cũng sẽ không cần phải, à các bạn sẽ nhận vô đây là một cái tháng nha. Các bạn sẽ phải truyền vô đây một cái tháng nào đấy để chúng ta gọi cái thằng này. Như vậy ở đây là coi như chúng ta đã thiết kế ra được cái pseudo class đơn giản cho cái thằng này rồi. Và bất kỳ một anh lập trình viên nào mà ảnh nhìn vô cái pseudo này thì ảnh cũng sẽ biết cái cách để mà chúng ta code như thế nào, đúng không các bạn? Ảnh cũng sẽ biết cách code như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái ví dụ mới cho các bạn ha. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái ví dụ mới. Rồi, ok, mình sẽ đặt tên đây là ví dụ OOP. Ví dụ 2, ngày ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao nè? Ok, thôi thì bây giờ trước khi mình làm thì mình dành cho các bạn là 1 phút để các bạn suy nghĩ làm sao chúng ta định nghĩa ra được cái class này. Các bạn nhìn lên trên cái sơ đồ class diagram chúng ta đang có ở đây và các bạn thử tự mình xây dựng ra cái class này trước ha. 1 phút cho các bạn, tại vì 1 phút là đủ rồi, 1 phút là đủ để các bạn suy nghĩ cái phần này rồi. Rồi, 1 phút bắt đầu. Rồi, ok. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài này ha. Thì trước hết á, bây giờ mình sẽ nhìn vô cái sơ đồ lớp và mình thấy có chữ ngày đúng không? Như vậy chắc chắn là mình sẽ có một cái class là ngày ở đây. Rồi, các bạn có thể khai báo cái thuộc tính ở bên ngoài hoặc là các bạn có thể định nghĩa những cái thuộc tính ở bên trong cái hàm init. Thì đây để mình tiết kiệm thời gian thì mình sẽ định nghĩa nó bên trong cái hàm init luôn. Hàm init là cái hàm mà giúp cho chúng ta có thể tạo ra được cái gì? Tạo ra được cái đối tượng của self. Rồi, thì các bạn có thể save, và ở đây các bạn cần phải thêm có ba cái biến nữa các bạn nhé, ngày, tháng và năm. Thì các bạn sẽ cho như thế này, save chấm để mình khai báo đầy đủ cho các bạn đi ha. Ngày thôi, không không cần khai báo đây cũng được, tại sẽ làm rối cho bạn thêm thôi. Save chấm ngày bằng cái giá trị ngày của người ta truyền vào. Ở đây ha, mình sẽ đánh cái chữ như thế này để cho các bạn đỡ bị nhầm lẫn á. Giá trị ngày, thật ra là các bạn đặt cái tên nó giống như vậy cũng được luôn nha các bạn. Rồi, giá trị của tháng nè, rồi giá trị của 1 năm. Thì các bạn sẽ có thể khai báo như sau. Khai báo xong rồi các bạn sẽ gắn như sau. Tháng nè, thì chúng ta sẽ cho cái nó là giá trị
giá trị của tháng. Rồi ở đây là save.5 bằng giá trị của năm. Các bạn có hiểu kịp không ạ? Đó. Thì ở đây thì là chúng ta đã tạo ra được một cái constructor đơn giản rồi. Đúng không? Đó. Bây giờ thì làm sao để chúng ta có thể là xây dựng những cái phương thức mà người ta yêu cầu. Chúng ta có hai cái phương thức đúng không ạ? Một phương thức đó là chúng ta sẽ cho biết cái đó là ngày thứ bao nhiêu ở trong cái trong 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 cái tháng đấy, trong trong cái năm đấy, đúng không? Thì bây giờ rất là dễ thôi. Ví dụ các bạn có bây giờ là ngày 15 tháng 2 năm 2022, thì các bạn cần phải biết cái thằng này nó là ngày thứ bao nhiêu ở bên trong một cái bên trong một cái năm. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử nha các bạn. Ngày trong năm thì các bạn sẽ không cần phải nhận vô gì hết, tại vì chúng ta trong cái thằng self này nó đã có đầy đủ ba thông tin là ngày tháng năm rồi, ngày tháng năm rồi. Thì bây giờ trước hết là các bạn sẽ cần phải tính giá trị của những cái tháng trước, của những cái tháng trước đó đúng không? Rồi sau đó chúng ta cộng lại. Ví dụ như là các bạn ở đây nè, ở đây mình example cho các bạn ha. Ví dụ đây là ngày 15 tháng 3 đi, và 2022, thì chúng ta sẽ có làm sao? Chúng ta sẽ có là tháng 1 là 31 ngày. Rồi. Tháng 2 tùy năm. Ví dụ năm 2022 nó là 28 ngày, có nghĩa là chúng ta cần phải kiểm tra xem cái năm đó là năm nhuận hay là năm không nhuận nữa, đúng không? Rồi sau đó là cái phần của tháng 3 thì các bạn sẽ có 15 ngày. Như vậy các bạn sẽ lấy gì? 31 cộng cho 28 cộng cho 31 cộng cho 28 cộng cho 15, thì các bạn ra được một cái số ngày nào đó, là cái ngày đó là ngày thứ bao nhiêu ở trong cái năm đó, đúng không ạ? Ngày thứ bao nhiêu ở trong cái năm đó. Mình dời cái ví dụ này lên trên cho các bạn dễ hiểu ha. Đây. Rồi. Thì câu chuyện của chúng ta là bây giờ chúng ta cần phải xác định được, thứ nhất là một tháng nó có bao nhiêu ngày. Như vậy thì chúng ta nên viết cái phương thức là xác định số ngày ở trong tháng trước. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ viết cái phương thức đó là status method trước ha. Xác định số ngày của tháng. Như vậy thì các bạn sẽ cần phải có hai cái thông số. Ở đây chúng ta bị thiếu. Nếu mà xác định kiểm tra số ngày của tháng, các bạn cần phải có năm nữa, tại vì nhầm khi năm đó năm nhuận thì sao? Năm đó năm nhuận thì cái số tháng, số ngày nó khác so với là năm năm không nhuận, đúng không? Như vậy thì bây giờ các bạn sẽ viết một cái hàm xác định số ngày của tháng đi. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ cần nhận nhận vô cái gì đấy. Thì đây giả sử như chúng ta cần thiết thì chúng ta sẽ viết một cái phương thức status method để cho nó đáp ứng cái yêu cầu của cái đề bài hồi nãy luôn. Status method ha. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận vô hai thứ. Thứ nhất là tháng và thứ hai là năm, đúng không ạ? Vì nó là phương thức status method thì các bạn có thể là cho hai cái thằng này luôn, tháng và năm. Các bạn có thể cho nó có giá trị mặc định nào đó cũng được, hoặc là không. Thì mình cứ để như thế này. Thì đây các bạn sẽ bắt đầu, các bạn sẽ kiểm tra xem cái này là tháng mấy, đúng không? New tháng, các bạn có nhớ không? Các bạn có nhớ cái list không? New tháng in, cái list là như thế này đúng không ạ? Tháng 1 nè, tháng tháng 3 nè, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12. Thì chúng ta sẽ có thể return về cho các bạn. Này nó có bao nhiêu ngày đây? Những tháng này nó có bao nhiêu ngày các bạn? Nó có 31 ngày, đúng không? Đúng không các bạn? Rồi, sau đó chúng ta có thể là end if đây mình khoảng trắng lại cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi. Nếu mà tháng in những tháng là tháng 4 nè, tháng 6 nè, tháng 9 nè, tháng 11, thì những cái tháng này nè, lúc nào nó cũng có 30 ngày hết. Những tháng này lúc nào cũng có 30 ngày. Còn lại mỗi một cái ông á là tháng 2 thôi. End if tháng bằng bằng 2, thì lúc này chúng ta mới kiểm tra xem coi nó là năm nhuận hay nó là năm không nhuận. Thế thì làm sao các bạn kiểm tra được?
cái năm nó là năm nhuận hay là năm không nhuận. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên mạng chúng ta search ha, hoặc là các bạn vào trong cái trang TITV á, các bạn sẽ có một cái phần là trong lập trình C mình đã hướng dẫn cái này rồi. Các bạn chờ chút ha, để mình truy cập vào cái trang này để mình xem cái công thức để mà chúng ta có thể tính năm nhuận hay là năm không nhuận á. Ở trên mạng nó nhiều lắm nha, các bạn xem ở trên mạng nó nhiều lắm. Ủa sao cái tên miền của mình nó bị gì hả? Các bạn có truy cập vào được cái trang của mình không? À đây, mình phải tìm ba chữ W. Rồi, lập trình C nha. Mình sẽ có một cái bài đó là ngày tháng. Đây, bài tập về ngày tháng năm. Đây, các bạn sẽ thấy ở đây nè. Thứ nhất á, một cái năm á, mà nó chia hết cho 400 và bằng 0, hoặc là năm đó chia hết cho 4 và năm đó không chia hết cho 100 thì đó là năm nhuận, ngược lại nó là năm năm không nhuận. Thì bây giờ mình sẽ copy cái này qua đây. Còn tại sao nó như thế này thì các bạn lên trên mạng các bạn tìm hiểu thêm giúp mình nhé. Tại sao nó như vậy thì các bạn sẽ đi tìm hiểu thêm giúp mình. Thì các bạn sẽ viết một cái như thế này, các bạn sẽ return nè. Return về nè ha, return về ok, các bạn if else trong đây cũng được ha. If 5% cho 400 bằng bằng 0 đó. Hoặc nha các bạn, hoặc là 5% cho 4 bằng bằng 0 and, hoặc là các bạn sử dụng or đi ha, cho nó dễ hiểu ha. And 5% cho 100 khác không? Đây là luật nha các bạn. Đây là luật ha. Luật thì các bạn đi lên trên mạng các bạn search cái luật này ra. Tại sao nó như vậy thì đi lên trên mạng tìm ha. Thì ở đây chúng ta sẽ return về 29 ngày. Rồi. Ngược lại thì đó không phải là năm nhuận thì chúng ta return về 28 ngày. Đó, các bạn sẽ lên trên mạng các bạn tìm giúp mình tại sao nó có cái luật này. Tại sao nó có cái luật này. Thì nếu gặp tháng 2 thì nó sẽ rơi vào hai tình huống. Tình huống thứ nhất đó là cái này là năm nhuận và tình huống thứ hai nó không phải là năm nhuận. Như vậy thì chúng ta biết được số tháng rồi đúng không ạ? Thì trước hết á là các bạn, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện là chúng ta tính ngày trong một năm nè. Thì làm sao các bạn sẽ làm được cái này? Thì trước hết là các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ tính những cái tháng trước đó và sau đó các bạn tính cái tháng cuối cùng đúng không? Thì các bạn sẽ có một cái thằng này là is nha. Để xem mình cho này đó là tháng trước. Tháng trước thì nó sẽ bằng là tháng self chấm tháng trừ đi một đúng không? Sẽ chấm tháng trừ đi một nhé. Và nếu như cái tháng trước này mà nó bằng bằng không, hay là các bạn không không cần quan tâm luôn, các bạn chỉ cần for thôi. Các bạn có là ngày trong năm giá trị ngày trong năm nhé, thì bây giờ mình sẽ cho nó là bằng không trước, rồi sau đó mình sẽ làm sao, mình sẽ tính tổng của cái thằng của những cái tháng trước đó, thì các bạn sẽ for is in range. Các bạn bỏ luôn cái tháng trước này cũng được. Các bạn sẽ cho for each in range từ đâu? Từ 1 cho tới cái tháng. Có nghĩa là nó sẽ đi tới tháng trừ 1 đúng không các bạn? Thì các bạn sẽ cho cái giá trị ngày trong năm này nè. Giá trị ngày trong năm này nè. Cộng bằng với cái gì? Cộng bằng với cái số ngày của cái tháng đó, thì chúng ta sẽ gọi cái hàm này. Chúng ta sẽ lấy cái tên này nè. Chúng ta lấy ngày hoặc là các bạn lấy cell cũng được ha. Chấm số ngày của tháng, rồi các bạn truyền qua đây cho mình hai cái là self chấm tháng và self chấm chấm năm nhé. Thì chúng ta cần cái tháng cái năm, thì chúng ta sẽ khi mà các bạn đi hết cái vòng mà for này là chúng ta đã tính ra được tổng của những cái ngày trước đó đúng không, của những cái ngày trước đó, thì các bạn sẽ làm sao,
các bạn sẽ cho giá trị ngày trong năm này nè, khi mà chúng ta kết thúc cái dòng lập for. Ở đây mình sẽ ghi chú ở đây ha, tính tổng số lượng ngày của những tháng trước, rồi sau đó là gì, cộng thêm số ngày của tháng hiện tại. Thì bây giờ chúng ta sẽ cộng bằng cái sales chấm ngày, rồi sau đó chúng ta trả về kết quả thôi, trả về kết quả ha. Thì chúng ta sẽ return về cái giá trị ngày trong năm. Như vậy là xong rồi đó các bạn ha. Mục tiêu của chúng ta thứ nhất là tính ra được tổng tổng ngày của tất cả những tháng phía trước, rồi sau đó chúng ta cộng thêm cái ngày của cái thằng này là xong. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ run cái đoạn code này trước, sau đó mình sẽ cho các bạn những cái ví dụ ha. Cái thằng này, cái phương thức status methods này là cái phương thức mà hồi nãy cái đề người ta yêu cầu luôn. Và chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này luôn ha. Rồi chúng ta kiểm tra xem chúng ta có bị lỗi nào không ha. Thiếu cái dấu hai chấm. Đây là năm chứ phải là nem. Rồi, năm nha các bạn, chỗ này là năm chứ phải là nem. Rồi chúng ta sẽ thử nè. Bây giờ mình sẽ có một cái ngày mới nha. Ví dụ là ngày 1 đi, là bằng ngày ngày A đi cho các bạn đỡ đỡ dễ hiểu ha. Ngày 15 tháng 3 năm 2022 đó, các bạn thấy không? Chúng ta có thể truyền vào bên trong đây là những cái tham số. Bây giờ mình sẽ lấy nè, mình sẽ in ra nhé. Print. Đây, ngày A chấm. Thì nó sẽ có một cái hàm là ngày trong năm. Ngày trong năm thì mình muốn biết cái ngày 15 tháng 3 này là ngày thứ bao nhiêu, đúng không? Ví dụ như trong tình huống này các bạn sẽ có là tháng 31 cộng với 28 đó là 59, 59 cộng với 10 59 cộng với 15 đó là 74, đúng không ạ? 59 phải không? 59 cộng với 15 là 74, đúng rồi, là ngày thứ 74 trong năm. Thì giờ mình in kết quả thử nhé, nó là ngày bao nhiêu. Nó có def rồi. Chúng ta bây giờ nếu mà bị lỗi thì chúng ta sẽ tìm xem nó lỗi dòng nào. Thì nó lỗi dòng này nè, nó báo lỗi là gì? Nem, nem không tồn tại. Thì chúng ta tìm chỗ nào mà nó đang có cái chữ nem nè, thì chúng ta đi sửa ha. Chỗ nào nó có chữ nem các bạn? Self. Hay ở trên đây. Mình Ctrl F thử ha. Nem. Tháng thì chưa được định nghĩa, xin lỗi, chứ không phải là chữ chữ nem. Tháng, chữ tháng. Thì cái thằng tháng này là nó chưa được định nghĩa. Cái này chúng ta phải lấy cái gì? Self chấm tháng. Self chấm tháng, đúng rồi ha. Chỗ này là chúng ta phải self chấm tháng. Chỗ này chúng ta bị sai nè. Các bạn thấy không? Chỗ này chúng ta bị sai ha. Rồi chúng ta run lại cái thằng đoạn code ở trên đây trước. Rồi chúng ta mới xuống đây, chúng ta mới chạy lại cái đoạn bên dưới này. Đó, ngày 77 là. Ủa? Sao là ngày 77 nha? Chúng ta cộng thử nha. Tháng 1 là có 31 ngày. Cộng cho lấy máy tính lên cộng cho nó nhanh. Mình cũng cộng tính nhẩm hơi dở ha. 31 nè. Năm 2022 có phải là năm nhuận không ta? Tháng 2. Tháng 2 có 28 ngày nha. Cộng 28. Rồi cộng thêm cho 15 ngày thì ở đây nó phải là 74 ngày mới đúng các bạn, là ngày thứ 74 trong năm mới đúng. Để chúng ta biết sai cái gì đó rồi chúng ta kiểm tra lại ha. Ngày thứ 77 rồi thấy sai mất tiêu rồi. Đó là ngày thứ 74 mới đúng. Ngày thứ 74 ở bên trong thì chúng ta kiểm tra lại một lần ha.
Xem coi. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12. Rồi. Những cái tháng này là nó có 31 ngày. Đúng rồi. Xong rồi tháng này là nó có 30 ngày. Bây giờ mình sẽ chịu khó mình print cái thằng này ra luôn ha. Print cái thằng X này để coi nó ra kết quả là bao nhiêu. Chúng ta sẽ bắt lỗi từ từ ha. String ha, ép cho thằng X này nó về string cái. Rồi, str của cái rồi, chạy lại thử ha. Để mình sẽ in ra xem coi từng cái tháng á, nó có bao nhiêu ngày coi nó chính xác không. À, tháng 2 31 ngày là sai nè. Sai cái chỗ tháng 2 nè. Giờ chúng ta kiểm tra lại xem tại sao cái thằng tháng 2 này là sai. Nếu tháng chỗ này là sai sai ngay chỗ này. 31 31. Kiểm tra lại chỗ này nó sai cái gì? 1 3 5 7 8 10 12 đúng rồi, đâu có sai gì đâu ta. À, xin lỗi, chúng ta viết có sai rồi. Chúng ta phải truyền vô đây là cái gì? Chúng ta phải truyền vô cho đây không phải là số ngày của tháng đâu, mà cho đây phải là gì các bạn? Chỗ này là gì? À, đây là x nha. X nha, tại vì x nó chạy trong vòng lặp for mà. Chúng ta bị sai ha các bạn. Thằng x, tại chỗ này phải là x. Đó, các bạn thấy cái cách là mình bắt lỗi từ từ không? Thì chỗ này nè, khi mình for là mình cần đi tìm cái số ngày của cái tháng đấy đúng không? Thì chỗ này nó phải là x, chỗ này nó phải là x nha. Nó không phải là cái nó là x chứ nó không phải là cái tháng. Là bây giờ mình sẽ lên lại cho bạn xem ha, thì nó ra được cái số ngày là số ngày 74, chính xác không các bạn thấy không, chính xác ha. Nó mình sai ngay chỗ này, cái chỗ mình sai là chỗ này. Cái chỗ này nó không phải là cái tháng mà người ta điền vào, mà là cái tháng mà chúng ta chạy từ đầu từ năm từ cái tháng 1 của năm á cho tới cái ngày cuối cùng, cho tới cái tháng trước đó. Bây giờ mình sẽ cố tình mình tạo ra một cái ngày B nhé. Các bạn sẽ nhìn mình chỗ này là mình sẽ tạo ra một cái ngày B. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ cho cái ngày B này đó là ví dụ như là ngày 15 tháng 1 đi. Các bạn ha, 15 tháng 1 năm 2022, như vậy thì nó là ngày thứ bao nhiêu trong năm? Ngày thứ 15 luôn. Đúng không? Tại vì nó là tháng 1 mà, giờ mình sẽ in kết quả coi nó là bao nhiêu. Ngày thứ 15. À, như vậy là chính xác rồi đúng không ạ? Các bạn đã hiểu được cái cách mà chúng ta tạo ra những cái class để mà chúng ta làm việc chưa? Đó. Thì thật ra trong thực tế á, thì bao nhiêu đây nó là chưa có đủ, mà chúng ta sẽ cần phải code rất là nhiều những cái class, và kể cả là nó có những cái tình huống á, là bên trong cái class này nè, chúng ta sẽ có cái giá trị á, nó sẽ là một cái class khác. Đó. Ví dụ như là trong cái bài ngày hôm trước mà chúng ta phân tích á, chúng ta có một cái bài lập trình hướng đối tượng ở đây, thì các bạn thấy là ví dụ trong sinh viên chúng ta có một cái ngày sinh, mà ngày sinh đó là cái kiểu dữ liệu nó là ngày. Rồi thằng sinh viên này thì nó là có một cái lớp học, thì kiểu dữ liệu nó là lớp học ấy. Các bạn có hiểu kịp chưa? Thế thì các bạn về các bạn tìm hiểu thêm cho mình ha. Các bạn cố gắng các bạn code lại những cái bài tập nhỏ 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 như thế này thôi, để cho chúng ta quen về cái phần lập trình hướng đối tượng. Ok. Rồi, nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn comment cho mình biết ha. Hoặc là nếu như các bạn đã hiểu thì các bạn comment chữ ok giúp mình. Ok, thế thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.
trên màn hình hiện tại là một số cái video clip khác mà bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể nhấn vào bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục xem những cái video đó các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn nếu có đóng góp hoặc là có câu hỏi, xin hãy comment xuống phía bên dưới. Ok nhé, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Xin chào.